Vâng, anh em nào thích cắm trại hay là đi phượt phủng gì thì nên mua sản phẩm này rất là hay. Bếp nướng than ngoài trời gấp gọn, đồ gia dụng cao cấp Family Home gắn kết yêu thương. Thì sản phẩm bếp nướng 100% thép không gỉ, nướng thịt nướng cá. Wow, kích thước khá nhỏ gọn, gần 40 phân, vì nướng đây cũng ổn, không đến nỗi ọp ẹp lắm, bị lệch này trừ một sao, tặng cồn khô luôn. Đây là cái bếp kim loại khá là mỏng nhá, các góc cạnh này khá là sắc, anh em phải cẩn thận. Bếp khá là ọp ẹp, có 4 cái lỗ thông hơi, trên có quai sách, ở đây có 4 cái chân, cũng rất là ọp ẹp toàn cảnh em nó. Ok, lên đồ nướng thôi anh em, trời cũng sẩm chiều rồi. Ở đây mình làm món nướng thịt thì cũng thiếu một vài nguyên liệu, chiều ở quê khó mua đâu. Nướng thịt nhưng mà không có hành với cả rau, hành rau các thứ để cho vào cho nó đẹp mắt tí, anh em thông cảm. Với cả than hoa thì cũng cũ rồi, không phải mới lắm, nó cháy cũng hơi yếu và mình lười quay tay, lười quạt, quạt mỏi tay thì dùng quạt điện cho nó tiện. Ví dụ anh em đi du lịch thì anh em cầm mang cái quạt cầm tay đi. Đấy, sau một vài phút thì than nó cũng tắt cũng khá là nhiều, thịt thì cũng gần chín rồi anh em. Này mà có thêm mấy cái rau củ quả trang trí thì nó đẹp mắt hơn. Cũng có một vài miếng chín rồi. Đây, trời tối anh em. Nói chung thì cái bếp này nướng cũng khá là hiệu quả, tuy mỏng manh dễ vỡ nhưng mà ổn. Cầm mang đi phượt đi cắm trại thì dùng ok, nướng mọi thứ. Nhưng mà chuẩn bị than tốt chút, cho cồn vào châm phát là được ngay thôi. Đấy, anh em thấy bắt đầu chín lên màu đẹp không? Ổn phết. Cái này là mình phải đi xin thêm than đấy nhá. Em thấy ngon không? Thịt nướng thì nói chung là món khoái khẩu của mình rồi. Và đây, lên đĩa. Rồi, quá ngon, hấp dẫn luôn. Anh em nhìn đã thấy thèm rồi đúng không? Nhìn mỡ đóng hổi ngon vãi chưởng luôn. Nói chung là bếp ok nha anh em. Anh em cảm thấy video hay thú vị, đăng ký kênh, nhấn chuông hộ kênh mình nhá, để theo dõi những sản phẩm hay khác nhá. Bye bye anh em.